Chào mừng các bạn trở lại với Last Day on Earth Survival, cùng tôi là Mr. Popcorn đây. Hiện chúng ta vẫn đang có sự kiện Weekend Just Survival, trong đấy sát thương của M16 tăng 50%, máu zombie trừ 50% và phóng xạ trừ 50% nha các bạn. Giờ chúng ta cùng thử chạy tầng 2 của Bunker Bravo. Cởi chuồng nha các bạn, cởi trần nha các bạn. Trò này mới vui này các bạn này. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, chúng ta sẽ cởi trần các bạn ạ. Cùng tắt súng máy mới dọn dẹp ống thông gió nào. Chỉa nào các bạn. Như các bạn thấy đấy, zombie chỉ có 50% máu thôi. Khá là dễ dàng. Hùng hồi máu nào. Các bạn không giết được con nổ bom nổ ấy đâu các bạn ạ. Trừ khi các bạn có power shot của Glock các bạn ạ. Cùng tiến lên nào. Zombie còn chẳng chạm được chúng ta nữa các bạn ạ. Quá là chất luôn. Ôi dồi ôi, dồi ôi, dồi. Tí thì dẹo các bạn ạ. Khi các bạn đã ở dưới nước thì các bạn đang đi chậm lên, nên là những cái con bom nổ ấy các bạn phải cẩn thận nha. Không nó sẽ nổ. Ôi dồi ôi, lại con giá zombie với cái khiên ngu ngốc của nó. Không thể nào tin được. Đấy, bỏ xuống phải tốt không? Sống phải sống như thế nó mới đẹp nha các bạn. Cùng tiến lên nào, chúng ta dọn, quét dọn bọn zombie này nhanh như đúng rồi các bạn ạ. Và cái hòm tiếp tế của chúng ta đã được nâng cấp các bạn ạ. Con phe tít cốt này có thể sẽ gặp một vấn đề đây. Rồi. Úi dồi ôi. Bỏ khiên xuống đi nào. Trời đất ơi, ai lại làm thế? Đấy, thế phải tốt không? Cùng tiến lên nào. Công thẳng các bạn ạ. Rồi. Ôi giời, kia ra sai này, bắn đau đấy. Không được đâu. Cùng tiến lên nào, chẳng sợ bố con nhà nào cả. Thế này nó có tức không cơ chứ? Đấy, thế phải tốt không? Tránh xa ra khỏi phạm vi nổ nó các bạn. Xong, chúng ta đã đến màn boss rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đến thời gian của não to các bạn ạ. Tôi sẽ trang bị hai chồng bình máu lớn với cả một khẩu M16 các bạn ạ. Vì con boss này nó... Con Liquid Dator này đánh 50%, 50 sát thương nên là... rất là đáng sợ các bạn ạ. Không đùa đâu. Kẻ tìm tốt. Chết tiệt, chết đi. Ôi dồi ôi. Đến khoảnh khắc. Khoảnh khắc của sự thật các bạn ạ. Ôi dồi ôi, hồi máu liên tục các bạn ạ. Ôi, vậy là chúng ta thắng rồi, 700 điểm cho mùa các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn, không ngờ con boss Liquidator này lại kém cỏi như vậy chúng ta. Với cái sự kiện lần này, Liquidator chỉ có ngồi khóc thét thôi các bạn ạ. Vậy chúng ta dọn dẹp xong tầng 2 của Bunker Bravo, cởi trần rồi các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Quá đẳng cấp các bạn ạ. Thế này mới vui chứ. Liquidator đánh 50 sát thương nên là tôi cứ tưởng tôi sẽ chết cơ. Giờ ơi, quá là may mắn. À đâu may mắn gì đâu. Đấy gọi là kỹ năng các bạn ạ. Quá đỉnh. Và đây là phần thưởng của chúng ta. 6 carbon composite này cũng được các bạn ạ. 10 lò xo nữa. Xịn đấy, để mót súng các bạn ạ.
Vậy là xong rồi. Chúng ta cùng trở lại với tầng 3 của Bunker 3V nha các bạn. Đây là những cái mod của M16 của tôi nha các bạn. Và tiếp tục chúng ta lại cởi trần để đánh tầng 3 của Bunker, chạy tầng 3 của Bunker 3V nha các bạn. Thế này nó mới vui các bạn ạ, thử thách đây các bạn ạ. Cùng tắt súng máy với dọn dẹp ống thông gió nào. Triển nó các bạn. Tiến lên. Hai con zombie đáng ghét của cái Bunker 3V này đều chết rồi các bạn. Bỏ súng xuống đi. Thế phải ngoan không? Ôi dồi ôi. Con giá zombie đần độn. Bỏ khiên xuống đi bạn ơi. Làm zombie ai lại làm thế? Đấy, thế là tốt không? Chúng ta lên cấp các bạn ạ. 207. Tôi gần lên cấp cuối cùng của, cấp độ cuối cùng của cái game này rồi. Explorer chết đi. Genocide chết đi. Chết hết đi. Zombie kia. Úi dồi ôi. Tôi còn 5 máu các bạn ạ. Khá là đáng sợ đấy. Còn Toxic Pure kia nó nạt trong quả. Không chỉ ở tay các bạn. Nổ đi, nổ đi. Chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Bunker 3V này quá dễ dàng đối với cái sự kiện lần này các bạn ạ. Sự kiện vui kèm rớt 3V này. Không cho nó chém chúng ta các bạn. Ôi giời, Toxic Doctor tuổi gì. Dụng hết. Chúng ta sẽ xử lý hết bọn zombie các bạn ạ. Toxic Melter chết luôn. Toxic Spear chết luôn. Hai con rồi. Căng đấy. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Giờ là sai chết đi. Bình thường chết đi. Đã chết đi. Qua tuyệt luôn. Chúng ta vừa chết. Rót rồi, rót này. Giờ rót này có thể hồi máu được các bạn ạ. Này con zombie này. Đúng là đáng khinh các bạn ạ. Zombie gì mà đứng sau khiên như đúng rồi. Quá hèn. Cùng tiến thế nào. Vậy chúng ta sắp đến làm boss rồi. Vậy chúng ta đến màn boss rồi các bạn ạ. Đây khoảnh khắc của sự thật. Để xem chúng ta có vượt được qua Dr. Dread này với cởi chuồng không các bạn nhé. Cởi trần không các bạn nhé. Quẩy thế nào. Quẩy nhiệt tình luôn. Chúng ta cùng xử lý Fetish Cop trước nhé các bạn. Ôi dồi ôi. Lỗi rồi, không ngờ Fetish Cop lại cho chúng ta một phát chết luôn các bạn ạ. Quá là đau lòng luôn. Vụ này căng nha. Tôi vừa xem trên mạng con Fetish Cop ấy đáng lẽ ra phải nhờ tạo ra 30 sát thương. Nhưng không hiểu sao tôi lại chết nhanh vậy các bạn ạ. Quá là khó hiểu luôn. Lần này chúng ta sẽ cẩn thận hơn các bạn ạ. Ôi sao? Quá là may mắn các bạn ạ. Đây là lần thử đầu tiên. Tôi chưa hề chết các bạn nhé. Đây là lần thử đầu tiên các bạn ạ. Tôi chưa hề chết lần nào.
Đây là lần thử đầu tiên nha các bạn, tôi chưa hề chết lần nào, tôi chẳng hiểu các bạn nói gì cả. Tôi không hề chết. Không khí Doctor chết nào. Không cần phải giết con Slasher kia, ngu ngốc kia. Vậy chúng ta đã thắng. Thắng tầng 3 của Bunker Bravo rồi. Chỉ với một lần thử duy nhất, một lần chạy duy nhất. First try các bạn ạ. Tôi không hề chết, tôi chẳng hiểu các bạn nói gì cả. Tôi quá đỉnh luôn. Đấy, người ta phải như thế các bạn ạ. Đây, chúng ta lại được pin của xe nữa các bạn ạ, với 5 cái nỏ xo. Vậy đấy phần thưởng của tầng 3 các bạn ạ. Đấy, tôi đã thắng tầng 3 của Bunker Bravo chỉ với một lần duy nhất các bạn ạ. Một lần chạy duy nhất, cởi trần các bạn ạ. First try luôn, quá đỉnh. Tôi quá tuyệt vời các bạn ạ, kỹ năng cả đấy. Giờ chúng ta cùng chạy tầng 4 của Bunker Bravo, cởi trần nha các bạn. Với em City nha các bạn. Cởi trần đấy các bạn ạ. Cùng tắt súng máy với dọn dẹp ống thông gió nào. Triển thôi các bạn ạ. Cùng Super chết luôn. Last rồi chết luôn, acid nào tôi chết luôn. Tôi cũng chẳng có giáp nên acid nào tôi cũng chẳng làm gì được. Thật. Nó có nhổ vào tôi. Phun độc của tôi. Toxic data chết luôn. Ôi giời. Explorer chết luôn. Ôi giời ơi. Tôi hết súng các bạn ạ. Mấy con toxic pure này đáng ghét quá đi. Ôi giời ơi, máu của tôi kìa. Cái gì vậy trời? Tí dẹo các bạn ạ. Quá là nguy hiểm luôn. Nhưng mà không sao, tất cả đã được tính toán các bạn ạ. Xe tiếp tục chết luôn đi. Ui dồi ôi. Thôi xong. Sống các bạn ạ, tôi đã sống. Trời ơi. Tí thì bị nổ cho banh xác các bạn ạ. Bay xác các bạn ạ. Các bạn đang ở dưới nước thì các bạn không nên đùa với mấy bọn bao nổ các bạn. Ôi giời ơi, khói độc kìa. Đi vào đấy có khi chết đấy các bạn ạ. Vẫn bị mất máu. Thêm tìm cái lại xe tít cốp. Xe tít cốp nắm thế không biết nữa. Chết đi rồi. Nước nó trong các bạn ạ. Cùng tiến lên nào. Nổ đi. Chẳng ai quan tâm đâu. Ôi giá zombie ạ. Mày thật à. Đúng là đau đầu với con giá zombie này quá các bạn ạ. Có bỏ khiên xuống không thì vào. Thế nó mới kinh chứ này. Juggernaut chết luôn. Lại Juggernaut kìa. Ôi giời ơi, giá zombie. Con này đúng là không thể nào mà yêu thương nổi. Chết đi. Vừa chết luôn. Khỏi khu chết. Laser chẳng động được đến chúng ta nữa. Xe tiếp cốt chết luôn. Cảm giác như chúng ta ở chúa ở đây vậy. Qua đỉnh. Qua đẳng cấp. Giá còn chết luôn. Khỏi. Cầm khiên lên. Quá tuyệt vời. Toxic data định nhổ phát nhưng mà không nhổ được. Buồn cười quá. Cùng tiến lên nào. Toxic data đần độn kia. Rồi.
chúng ta cùng tiến vào màn boss nào các bạn. Có cool các bạn ạ. Nhưng mà không thành vấn đề, chẳng có gì để làm khó được chúng ta cả. Đến lửa bình máu thì các cool này quá đơn giản luôn. Xong kìa, xong kìa. Ui dồi ôi. Tuổi các bạn ạ. Vậy là chúng ta đã thắng rồi. Vậy chúng ta đã dọn dẹp cả 3 tầng của băng cơ ba vô cởi trần các bạn ạ. Đây gọi là kỹ năng đấy. Không đùa đâu. Nếu các bạn thích thì các bạn, nếu các bạn thấy thích các bạn hãy thả thích vào bình luận nhé. Và hãy theo dõi kênh để có nhiều thứ hay ho cho các bạn xem các bạn ạ. Và đây như chúng ta có bình xăng này các bạn này. Gas cylinder. Và 9 lò xo mót xuống các bạn ạ. Vậy chúng ta dọn dẹp xong cả 3 tầng băng cơ ba vô cởi trần luôn. Quá đẳng cấp, sự kiện này quá đỉnh các bạn ạ. Kỹ năng cả. Quá là vui luôn. Thế này nó mới hay các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi tôi nhé. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.